tập 30. Chị Hai à, vô phòng ngủ đi. Chị đợi điện của anh Quang. Chưa có tin hả? Mấy ngày rồi không thấy ảnh gọi điện về. Vài ngày nữa là ra tòa rồi. Nếu không tìm được Trần Văn Tuấn, anh Bang sẽ mất hết hy vọng. Bộ ảnh là siêu nhân sao? Đất đai rộng lớn mà chỉ kiếm có một người, lại không có đủ thời gian. Em thấy cơ hội rất mong manh đó. Bị tù quan mấy năm nay, có cơ hội được khiếu nại. Anh Bang sống hiền lành vậy mà ông trời không giúp ảnh. Không biết anh Bang số gì mà cực khổ thiệt. Alo. Alo, Quế Phương hả? Là anh nè. Anh đang ở đâu vậy? Bây giờ anh đang ở Paris. Anh tìm được Trần Văn Tuấn rồi. Tụi anh đang ở khách sạn. Không bao lâu nữa tụi anh sẽ về Hồng Kông. Anh định chừng nào về? Mua vé máy bay xong anh sẽ về liền. Được. Vậy anh cẩn thận nha. Trước khi lên máy bay anh sẽ điện cho em. Cũng được, bye bye. Sao hả? Có phải tìm được Trần Văn Tuấn rồi không? Tìm được rồi. Ít ra cũng còn hy vọng. Vị này chính là chồng trước của Market, ông Trần Văn Tuấn. Chào ông Trần. Xin chào. Cảm ơn ông đã giúp đỡ. Bên đó đất rộng người thưa, anh làm sao mà tìm được ông Trần vậy? Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khó mà tin được. Nếu như ông không ngại câu chuyện của tôi vừa dài vừa buồn, lát nữa tôi sẽ kể lại cho ông nghe. Thật ra giống như định sẵn vậy. Hôm đó nếu luật sư Hứa không tìm tôi thì ngay ngày hôm sau tôi sẽ đi Nhật Bản. Coi như lần này anh tôi gặp may rồi. Phải rồi ông Trần à, ông vẫn còn nhớ rõ cuộc tiếp xúc trao đổi giữa ông và Từ Vĩnh Bang hôm đó chứ? Bởi vì điểm đó rất quan trọng đối với vụ án này. Tuy chuyện đã lâu nhưng mà tôi vẫn nhớ, ông yên tâm. Lần này chuyện của anh Bang trông cậy vào ông. Hy vọng những gì ông Từ muốn làm tôi có thể hoàn thành giùm cho ông. Ông Trần à, chúng tôi rất biết ơn ông. Đừng khách sáo. Thôi được rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, tôi bắt đầu chuẩn bị. Được, tôi đi trước nha. Ông Trần Văn Tuấn, cho hỏi trong khoảng thời gian từ 11 giờ tối ngày 25 tháng 11 năm 95, ông đang ở đâu và đang tiếp xúc với những ai? Xin ông cho chúng tôi biết rõ. Hôm đó độ khoảng 11 giờ, tôi và vợ của tôi sau khi xem chương trình biểu diễn của Phil Collins ở Cung Tân Y, chúng tôi cùng về khách sạn. Vậy trên đường từ Cung Tân Y về khách sạn có sự kiện gì đặc biệt xảy ra hay không vậy? Có. Bởi vì tôi và vợ của tôi đều là người Singapore, hôm đó chỉ tới du lịch thôi, cho nên đã không biết đường về khách sạn. Trên đường đi đã tìm một người để hỏi đường. Xin hỏi ông có nhận ra người này hay không? Nhận ra. Nếu người này có trong tòa án, ông có thể chỉ ông ra hay không? Chính là anh đó. Cảm ơn nhiều. Thưa quan tòa, tôi đã hỏi xong. Ông Trần, tôi lấy làm lạ là 3 năm trước ông đã tình cờ gặp một người lạ mặt ở trên đường. Lúc đó lại là đêm khuya mà ông vẫn có thể nhận ra ông ấy. Nhưng ổng lại là bị cáo của vụ án. Hôm đó tôi không khỏe ở trong người, nóng lòng về khách sạn. Trong hoàn cảnh như vậy, gặp được một người tốt bụng như ổng cho nên tôi không quên được. Trí nhớ của ông hình như rất là tốt. Ông có nhớ vị tuần cảnh nào vừa rồi đã đưa ông vào tòa án hay không? Bây giờ người đó có ở đây hay không? Có khi nào là một trong số hai người này hay không? Ông Trần, người mà ông mới gặp cách đây mười mấy phút mà ông không nhớ ra được, còn một người xa lạ cách đây 3 năm trời thì ông làm sao nhớ rõ ràng được chứ? Phản đối. Cho nên tôi khẳng định thực chất nhân chứng đã nhìn lầm người, trí nhớ của ông ta không tốt tới như vậy. Phản đối thưa quý tòa. Lời khai của nhân chứng thực chất không thể nào đáng tin cậy được. Phản đối bên khống không tạo cơ hội cho nhân chứng trả lời câu hỏi và phán đoán hồ đồ. Phản đối hữu hiệu. Nhân chứng, ông phải trả lời câu hỏi. Tôi dám khẳng định người tôi gặp hôm đó là bị cáo. Bởi vì tấm bản đồ ông vẽ cho tôi hoàn toàn sai, cho nên tôi và vợ của tôi đã phí công đi mất cả tiếng đồng hồ mới về tới khách sạn. Cả đời của tôi cũng không bao giờ quên được. Các chị, 3 năm không phải là một thời gian ngắn ngủi. Cho nên tôi rất nghi ngờ trí nhớ của nhân chứng Trần Văn Tuấn có đúng là duy trì lâu dài được vậy hay không. Các chị đừng quên ngày hôm đó, thời gian đích thực là 11 giờ khuya, ánh sáng ở trên đường vô cùng mờ nhạt. Cho nên tôi có đầy đủ lý do để nghi ngờ mức độ tin tưởng trong lời khai của nhân chứng. Nhưng đây, tôi khẩn xin các vị bồi thẩm đoàn, các chị có thể liên thông phán xét, xử bị cáo tội danh mưu sát thành lập. Thưa quý tòa và các vị bồi thẩm đoàn, 3 năm quả thật không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Và thân chủ tôi, ông Từ Vĩnh Bang, trong 3 năm qua vẫn không từ bỏ cơ hội rửa sạch hàm oan cho bản thân mình. Tại sao chứ? Bởi vì ông ta vô tội. Thật sự ông ta không hề giết người. Lời khai của ông Trần Văn Tuấn đủ để chứng minh cho thân chủ tôi không có mặt tại hiện trường hôm đó, trong lúc xảy ra vụ án. Bởi vì lúc đó ông ta đang có mặt ở trước cửa Cung Tân Y vẽ một bản đồ sai lệch, làm cho vợ chồng Trần Văn Tuấn phải lãng phí một đoạn đường gần cả tiếng đồng hồ. Cho nên hung thủ phải là kẻ khác.
chứ không phải là người đang đứng trước vành móng ngựa bị tù quan trong 3 năm nay ông Từ Vĩnh Băng. Các vị, thời gian quý báu của cuộc đời con người không có là bao, mà thân chủ tôi đã dùng 3 năm thời gian quý báu của cuộc đời mình bị nhốt ở trong nhà giam. Cho nên tôi khẩn xin các vị bồi thẩm đoàn nhất định thông qua thân chủ tôi khiếu nại được chấp nhận, trả lại tự do. Cảm ơn. Các vị bồi thẩm đoàn, xin hỏi các vị có kết quả chưa? Thưa quý tòa, chúng tôi nhất trí thông qua bị cáo tội danh mưu sát bất thành lập. Hay quá. Hay quá. Bản tòa tuyên bố bị cáo Từ Vĩnh Bang tội danh mưu sát không thành lập, được trả tự do. Bốn tòa cảm kích Từ Vĩnh Bang bị tạm giam quan ức nhiều năm, cảm thấy ăn năn. Bãi tòa. Anh hai. Bạn. Anh hai. Bạn. Anh hai. Bạn. Anh hai. Bạn à. Anh hai. Cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn luật sư. Cảm ơn gì đâu mà. Cảm ơn. Cảm ơn. Bạn. Luật sư Hứa, cảm ơn anh nhiều. Thật ra anh nên cảm ơn Huệ Phương và cô Tống, họ đã giúp anh rất nhiều đó. Anh đừng nói vậy mà, lúc trước anh bao giúp tôi quá nhiều, bây giờ giúp lại có đáng là gì chứ, bổn phận thôi mà. Tôi thật không biết nói sao. Tóm lại lần này tôi được trả tự do cũng nhờ tất cả mọi người giúp đỡ. Cảm ơn. Lắm rồi, hay mau về nhà nghỉ cho khỏe đi. Phải, má con nấu sẵn lá bưởi, về nhà tắm cho hết cái xuôi đi. Mấy hôm trước đó, làm như má biết là anh sẽ được thả ra gì, đã mua sẵn lá bưởi về nhà đợi anh rồi đó anh hai. Cơ à, hay là lên nhà ngồi chơi đi. Thôi thôi khỏi, con phải về công ty họp. Mấy bữa nữa nếu rảnh, con mời mọi người dùng cơm. À, không dám phiền chú. Em đi trước nha, tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Anh Bang à, bây giờ được thả ra ăn một bữa no nê đi. Hay, thiếu gì cơ hội. Nè, cần nhất là khi nào ăn nhớ rủ tôi. Làm vậy sao không thấy tích cực vậy chứ, đúng là chứng nào thật đấy mà. À, phải chị Phương à, dù gì cũng tiện đường, tôi chở chị về. À, tôi không cần phải về phòng luật sư, để tôi đưa cô về cũng được. Ai đưa cũng vậy thôi. Chúng tôi đi trước nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chúng tôi về trước. Cái gì mà kỳ vậy, bây giờ anh hai của tôi được thả rồi. Nè, làm như mình là nhân vật chính vậy. Nè, nói ít một chút được không? Thôi đi. Thôi về, về đi. À, về. Ba. Hả? Cuối cùng thì anh hai cũng được thả rồi. Tao theo dõi nãy giờ, ít ra ông trời cũng có mắt. Tính tình của thằng Bang, dù có lấy súng kê vào đầu tao, tao cũng không tin nó dám giết người đâu. Điều tra thằng nào gây ra chuyện này giùm tao. Bắt thằng Bang ở tù quan ức 3 năm trời, tao nhất định không tha cho nó. Lập. Dọn đồ hả? Có cần em phụ không? Không cần. Ê, không dọn thì không biết mình có nhiều đồ thừa thải như vậy á. Anh hai. Cái gì vậy? Anh bỏ vô túi đi. Trời ơi, làm gì mà nhiều tiền quá vậy? Anh cần phải đi du lịch cho khỏe, hay là mua những thứ mà anh thích cũng được. Điên quá đi. Đi chơi làm gì cần nhiều tiền vậy? Đi du lịch cho Âu 10 lần cũng còn dư á. Trả nè. Thôi mà anh cứ nhận đi. Nè, thằng anh này nhất định không thể lấy. Sau khi tôi vô trại, cả gia đình nhờ vào chú. Nào là tiền nhà, nào là tiền xe, rồi còn đi chơi nữa chứ. Thật ra chú đã chi phí rất nhiều, để dành sau này lấy vợ đi. Ê, số của anh hai chú xui tận mạng,
nhưng mà cũng nhờ có thằng em bản lĩnh tỉnh táo một chút. Tất cả mọi việc nhờ cho chú. Anh hai xin chúc chú sau này lên làm thị trưởng cảnh vụ nha. Đùi gà nấu xì dầu nè anh hai. Cảm ơn. Cảm ơn anh hai. Từ nay anh khỏi phải ăn đậu bắp cải cá gà, bữa nào cũng được ăn thịt cá tươi hết. Ăn cái gì cũng thường thôi, cần nhất là cả gia đình vui vẻ ăn chung một mâm như vậy nè. Có phải không? Thằng bạn nó nói đúng đó. Xưa có câu thằng cháu muối trắng, không ăn cơm sầu khổ. Ơi, nói tới mới nói nha, tôi thiệt là nghĩ hoài cũng không ra. Bạn gái của anh thì theo thằng cha cà chớn đó, còn anh thì cũng làm như là không thấy vậy. Nè đôi bốn à, im cái miệng dịch của mày được không? Tối ngày làm cục hứng à. Con nói sự thật mà, có gì mà không dám nói. Thật ra cô Phương đối với tôi cũng trọn tình trọn nghĩa lắm rồi. Sống ở trọng nếu không nhờ cổ chạy đông chạy đáo, tôi nghĩ cái đời của mình không được thả ra đâu. Tôi không thể kết thân với cổ là tại bạc phước thôi, đâu phải tại người ta chứ. Mắc mớ gì tới bạc phước hay là không bạc phước, tóm lại là anh phải tranh thủ. Phải đó, thật ra Huệ Phân với luật sư Hứa quen nhau không lâu lắm đâu, cổ không biết là con được thả nhanh như vậy, không chừng có cứu vãn đó. Nè, tóm lại là sáng mai anh tập cho nở cơ bắp, gồng với luật sư cà chớn đó cho nó biết mùi đi. Anh hai đâu có cần bày trò vậy chứ, tùy số mạng thôi mà. Bang à, cô Phương là một cô gái rất tốt, con đừng có dễ dàng bỏ cuộc đó. Anh hai, cố gắng lên, chắc chắn sẽ không thua luật sư Hứa đâu. Chào. Ủa anh Bang, sao khuya vậy? Cảm ơn. Anh uống cái gì? Ê, được rồi, chỗ quen biết không để tôi tự nhiên hay hơn. Chị tôi ra ngoài rồi. Hả? Đi với luật sư Hứa hả? Sao? Nói với anh không được hay sao? Thiệt tình. À phải, tôi quên mất. Thật ra lần này tôi được thả, chị hai của anh và luật sư Hứa đã giúp tôi rất nhiều. Anh Bang à, thật ra có phải anh đã sớm biết chuyện của chị hai tôi và luật sư Hứa không? Phải, nhưng mà anh đừng có trách chị của mình. Lúc đầu tại tôi kêu cổ bỏ tôi thôi. Bây giờ cô kết thân với luật sư Hứa, chuyện bình thường thôi mà. Nhưng bây giờ anh được thả ra rồi mà. Cũng không thể nói vậy. Anh Bang, bây giờ nhưng tôi mà... thấy là chị hai của anh có một người bạn tốt như luật sư Hứa, tôi cũng thấy yên tâm. Anh không tính trở lại với chị hai tôi sao? Không thể như vậy, làm gì quá ích kỷ vậy chứ. Anh thấy tôi có gì đâu. Anh đừng cố biện bạch nữa. À phải, anh có tính trở lại làm cảnh sát không? Thôi đi, tuổi tác lớn rồi, lại ở tù mấy năm nay, tâm lý cũng khác hẳn. Tôi muốn thích nghi với cuộc sống trước đã. Cũng phải. À phải, nếu có chuyện gì cứ việc lên tiếng nha. Có đó. Nói đi. Anh có thể ăn chè với tôi không? Sống ở trong ít khi nào tôi được ăn chè trứng lắm. Bây giờ tôi ngứa miệng quá trời. Để tôi thay đồ cái đã. Huệ Phương à, em không khỏe trong người hả? Đâu có. Sao hỏi em như vậy? Không có, thấy em đối diện với Trường Hoa mà không biết cười. Đâu có, em có buồn gì đâu. Không có gì thiệt sao? Chào ông chủ. Ủa, sếp Bang, ngọn gió nào thôi anh ta đây vậy? Lâu quá không gặp, định tới đây thăm chú thôi. À, bạn quên có ghé đây đó. Vậy sao? Cảm ơn gia luật sư Hứa. Không có gì, tiện đường thôi. Anh có lên nhà chơi không? Anh không lên đâu, anh còn bận rất nhiều việc. Thôi đừng, lái xe cẩn thận nha. Bye bye. Bye bye. À, đến lấy cái bình đổ nước vô giùm em nha. Để em tự làm. Được rồi, có gì đâu. Anh tự nhiên ngồi chơi. Anh có uống gì không? Uống trà nha. À, thôi khỏi, anh phải về bệnh. Ngồi chơi một lát đi. À, không được. Mấy cái cây kim lan nhớ dằn xéo nha. À, còn nữa, lâu lâu lúc nhớ... Lúc trước phải dạy em. Anh quên rồi hả? À, vậy sao? À, vậy anh về nha. Anh không có gì nói với em sao? Anh không muốn nói chuyện thật hả? À không, điều cần nói lúc trước trong trại anh đã nói hết rồi.
Vô đây, vô đây. Làm gì vô đây nói chuyện bí mật vậy? Bàn chuyện riêng, dĩ nhiên phải kiếm chỗ vắng vẻ. Sao đi, cô chọn ai? Từ đây có gì tôi sẽ không nói cho chị biết đâu, chị phiền quá. Cái gì? Tôi chỉ muốn lo cho cô thôi mà. Dù gì mình cũng là chị em với nhau. Bây giờ anh Ba đã được thả ra, còn ông Hứa là bạn cô. Cô không sợ ngã ba đường hay sao? Tôi không hiểu chị đang nói gì. Không lý nào mà cô không hiểu ý của tôi. Hai người đó có nói chuyện với cô hay là bộc lộ điều gì đó không? Hai người đều chưa gặp tôi nói chuyện. Đàn ông là như vậy hết đó. Tối ngày làm như rộng lượng lắm vậy. Nhưng mà cũng phải. Nếu mà anh Bang không bị xử tù chung thân, cô sẽ không có dịp quen với ông Hứa. Còn bây giờ anh Bang được trả tự do, còn ông Hứa thì túc trực ở bên cô. Nè chị Âu Dương à, đừng nói nữa, tôi nhức đầu lắm rồi. Sao? Cô không muốn nói tức là trốn tránh sự thật rồi hả? Nè, cô gạt được người ta nhưng không gạt được trái tim của mình. Tôi biết dù tôi làm gì cũng không công bằng đối với cả hai. Thế giới này làm gì có chuyện công bằng chứ. Cần nhất là phải chọn đúng người mình yêu. Bất hạnh ở chỗ là tôi đã có anh đôi bốn. Nếu không tôi sẽ hốt đại một anh để cho cô khỏi phải khó xử. Chị Âu Dương à, tôi không có đùa với chị đâu. Làm gì vậy? Tôi muốn chọc cô cười thôi mà. Tôi cũng tự trách mình không có tính nhẫn nại. Không đợi cũng đợi đúng 3 năm. Xá gì không chịu đợi thêm. Bây giờ làm cho cả ba khó xử. Làm sao mà trách được cô? Cô đã đợi đúng 3 năm trời rồi. Cô là người cao cả lắm rồi. Thử hỏi nếu mà ông đưa bốn vô tù, coi chưa đầy 3 ngày tôi tái giá rồi. Nè, cô chọn ai vậy? Chị Âu Dương à. Nè, lát nữa tôi đi gọi đầu. Cô đi không vậy? Tôi khỏi, tôi về nhà gọi đầu được rồi. Cô làm ơn chạy chú là đi ý như là đống rơm vậy. Phương ạ. Ủa? Chào luật sư, sao rảnh rỗi đón cổ vậy? Đâu có, mới làm xong công việc, định mời hai người đi uống trà. À, mời tụi tôi đi uống trà hả? Thôi đi, tôi sợ mập lắm, tôi không đi đâu. Mất công phiền hai người nói chuyện với làm nhau. Gì có gì đâu, đi chung cho vui. Không đâu, tôi có hẹn người ta làm đầu rồi, hai người cứ việc tự nhiên đi. Tiện đường không, tôi tiễn cô đi. Chắc chắn là không tiện, dù có tiện cũng không cần anh chở. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Lên xe đi. Cười cái gì? Anh cảm thấy mình rất vô dụng. Anh biết là anh không nên gặp em. Lẽ ra phải dành cho em một chút thời gian suy nghĩ về chuyện của ba người. Nhưng rốt cuộc anh vẫn là người không biết kiềm chế, vẫn phải gặp em cho bằng được. Thật ra em cũng muốn gặp anh nói chuyện. Em có chuyện muốn nói với anh sao? Mấy hôm nay em rối lắm, em suy nghĩ không được gì hết. Em biết sẽ không công bằng đối với anh, nhưng mà em cần có thời gian. Anh hiểu mà. Ban đầu em chấp nhận anh là vì em nghĩ anh Ban sẽ mãi mãi ở luôn trong đó. Nhưng còn bây giờ anh được vô tội thả ra, anh rất hiểu cảm nhận của em mà. Em xin lỗi. Sao lại phải xin lỗi chứ? Em có làm sai chuyện gì đâu. Chiếc nhẫn này anh đã mua từ rất lâu, dự định cầu hôn em. Sau đó vụ án của anh Ban có triển vọng, anh lại đem cất nó vào trong. Thật ra chiếc nhẫn này anh đã nhờ nhà tạo mẫu thiết kế cho em. Bởi vì anh biết ngoài em ra không ai xứng đáng có được chiếc nhẫn này hết. Và anh cũng không chọn lầm. Bây giờ chỉ còn thiếu một điều, là em có chọn nó hay không thôi. Em không cần phải trả lời gấp gáp như vậy. Em vẫn còn thời gian suy nghĩ mà. Anh sẽ chờ em. Nhưng anh có thể nói cho em biết, anh sẽ không chờ đợi em vô thời hạn. Cùng lắm chỉ đợi em tới 60 tuổi thôi. Chị Hai à. Kiên. Không ngủ được hả? Chị nghĩ chuyện gì? Anh Quang muốn cầu hôn chị. Vậy sao? Chị có hứa với anh chưa? Chưa. Tại sao vậy? Chị chưa chuẩn bị tinh thần. Có phải là vì anh Ban hay không?
Thật ra em cũng biết, chị vẫn còn nhớ tới ảnh. Chị không biết nói gì, chị không suy nghĩ được gì hết, chị rối lắm. Chị Hai à, em có thể giúp được gì cho chị? Em khờ quá, ngay cả chị còn không giúp được cho mình, em làm sao giúp được? Em lo cho mình thì hay hơn. Em có gặp Sảo Dung chưa? Không có. Từ chuyện lần trước cho tới bây giờ, em vẫn chưa gặp cô. Em đừng trách chị dài dòng. Nếu em còn thương người ta nên chủ động đến gặp cô. Em đó không chịu lên tiếng, người ta sẽ không biết em nghĩ gì. Được rồi, ngày mai em sẽ tìm cô. Chị Hai à, em thấy chị cũng lạ thiệt đó. Phân tích vấn đề của em thì làm như chị thông minh lắm, còn vấn đề của chị thì... Đó gọi là chuyện người thì sáng, chuyện mình thì tối. Cô Phương à, lúc nãy khi cô đang họp, có một người tên là La Tử Kiện để số điện thoại lại cho cô, nhắn cô gọi điện cho ảnh đó. Cảm ơn nha. Không có gì. Cô Tư này thiệt là, thấy chưa, hễ lên thăm nó là mua thức ăn cho nó à. Hư quá đi. Con nít là vậy đó. Nín nó đi. Đó tính cọc cằn y như thằng cha của nó vậy. Ờ vậy sao? Sao hả? Con biết nghe hả? Thật ra bao nhiêu năm nay tôi vừa chăm sóc thằng nhỏ vừa lo đi làm. Cô trách tôi nhiều chuyện cũng được, có sao tôi nói vậy thôi. Con người của sếp La có thật rất tốt. Anh đối xử tốt với mẹ con tôi. Tôi biết anh đối với cô cũng vậy. Chuyện đã qua lâu rồi, chấp nhất làm gì chứ. Đừng trách chị dâu này nhiều chuyện. Tôi biết sếp La rất yêu thương cô. Tha lỗi cho ảnh đi. À, để tôi mở cửa. Sếp La. Tan ca tiện ghé qua. Anh coi ai ngồi ở trỏng kìa. Ờ, em xin phép chị nha. Nè, sao cô lại về? À phải, đột nhiên tôi nhớ còn công việc phải làm. Sảo Dung, ngồi chơi lát đi. Chơi nha. Sảo Dung. Sếp La, đứng đó làm gì nữa, đuổi theo mau lên. Lẹ lên đi. Sảo Dung à. Sảo Dung. Có gì không? Mình tìm chỗ nào đó nói chuyện đi có được không? Cũng được. Nhưng mà đừng nói chuyện trước kia nữa, tôi không muốn. Nếu như không nói em coi như không có chuyện gì xảy ra hay sao? Không được. Anh biết mấy năm qua trong lòng cả hai đều không yên. Nếu như cứ tiếp tục như vậy chỉ làm cho cả hai không vui mà thôi. Em hiểu chứ? Cảm ơn anh, mấy năm qua anh đã chăm sóc chị ấy và Tiểu Long. Em biết nếu anh ba em còn sống chắc chắn anh sẽ biết ơn anh. Thật ra bấy lâu nay trong lòng em tự nhủ với mình, em không nên trách anh, bởi vì bản thân anh cũng không muốn. Nhưng mà không biết tại sao mỗi khi chúng ta gặp lại em không thể quên chuyện cũ của anh mình. Hay đúng hơn em không thuyết phục được mình. Sảo Dung mà, em đừng hiểu lầm anh mà. Anh giúp cho mẹ con cô Ly không phải là muốn em tha thứ cho anh đâu. Em hiểu, em hiểu. Thôi em về. Sảo Dung à, anh chờ đợi em bấy lâu nay là muốn hỏi em câu này. Thật ra chúng ta có thể tiếp tục quen nhau được hay không? Không được. Coi kìa. Chà, không chịu chờ tao mà tự nốc mấy chai rồi. Cho tôi thêm một chai. Dạ có nghe. Chuyện gì vậy? Tao mới gặp Sảo Dung. Vậy sao? Hai đứa mày có nói chuyện gì chưa? Thật ra cô không muốn gặp tao. Cô trách tao hôm đó không tin cô. Nào là tao đổ oan cho anh của cô.
Mày có hối hận hay không? Hối hận hay không có gì khác biệt chứ. Đến giờ mày vẫn không quên Sở Dung hả? Không được, tao không thể nào quên cổ được. Thật ra mày có dự định là sẽ quen với người khác hay không? Tao thấy trên thế gian này đâu chỉ có một mình cổ đâu. Thật ra có phải mày đang ám chỉ chuyện gì không? Có phải cô có bạn trai rồi hay không? Không phải. Mấy năm nay mày đi nước ngoài, lúc nào cô cũng dành thời giờ vào công việc. Hơn nữa có chịu tạo cơ hội cho ai đâu. Cô cũng không cho tao cơ hội. Nè, cạn hết đi, không say không về. Cạn. Cảm ơn cậu đã đưa em tôi về. Nó ngủ chưa chị? Ngủ rồi, cậu ngồi đi. Dạ được. Lâu rồi không thấy A Kiện nó uống say như vậy. Cậu biết gì chuyện gì không? Không lẽ là cô Dung? Vừa rồi thằng Kiện nó có gặp Sở Dung, nhưng mà cô lại không chịu tha lỗi cho nó, cho nên mới tự chuốc say thôi. Tôi biết A Kiện nó quên không bỏ được. Thật ra em cũng có khuyên nó, nhưng mà chị cũng biết đó, làm kẻ thứ ba nó không chịu nghe. Tôi cảm ơn cậu thì đúng hơn. Chúng ta là chỗ quen biết, chị đừng có nói vậy. Nhưng mà chị Phương à, nếu như có thời gian chị khuyên thằng Kiện đi. Tôi biết, nó chịu nghe thì đỡ quá. Nhưng tôi biết chuyện tình cảm nhiều khi cũng khó nói. À phải, cậu có bạn gái chưa? Dạ chưa. Chị ai để ý hay là cậu quá kén chọn? Thật ra thì em đã tìm được, nhưng mà em biết trong lòng cô gái đó đã có người khác. Cậu không thử làm sao biết có cơ hội hay không? Sở Dung, tập hồ sơ lúc nãy cô gửi qua có mấy điểm bị nhầm lẫn. Cô nhìn con số đi. À phải, xin lỗi nha, tôi sẽ sửa lại giùm anh. Xong việc tôi sẽ gửi qua cho anh, xin lỗi. Không cần gấp, từ từ cũng được. Cô sao vậy, không khỏe hả? Không có, tối qua tôi ngủ không đủ giấc. Có cần đưa đi bác sĩ hay không? Không cần, cảm ơn. Thôi được, cứ việc sửa đi, tôi ra ngoài. Anh Khang à. Chuyện gì? Tối qua tôi có gặp anh Kiện. Ồ, vậy hả? Rồi hai người có làm lành lại hay chưa? Anh thấy tôi có hơi quá đáng không? Tôi biết anh làm rất nhiều chuyện, nhưng mà không biết sao mỗi lần tôi gặp anh, tôi lại thay đổi hoàn toàn. Thật ra thằng Kiện làm vậy cũng dễ hiểu thôi. Nó không muốn cô hiểu lầm nó. Vậy cô có nghĩ là tha lỗi cho nó hay không? Tôi không biết. Tôi rất hiểu tâm trạng của cô. Cô hãy trả lời tôi câu này. Có phải cô vẫn còn thương thằng Kiện hay không? Lẽ ra tôi không nên đường đột hỏi như vậy. Xin lỗi. Không sao, tôi cũng đang tìm câu trả lời. Thì cô trả lời rồi còn gì. Nét mặt của cô đã nói cho tôi biết rồi. Thôi, tôi ra ngoài đi. Sở Dung, sắc mặt cô không được tốt cho lắm, có cần về nhà nghỉ ngơi không? Không cần, lát nữa tôi uống vài viên thuốc sẽ khỏe lại thôi. Không được đâu, cô phải giữ gìn sức khỏe mới được chứ. Cô ngã bệnh tôi biết kiếm ai thế đây. Cũng như hôm nay vậy đó, ngân hàng mở một cuộc họp quyết định dự án ở Thượng Hải. Còn tôi cũng đã quyết định cử cô và Thừa Khang qua bển làm việc với tôi rồi. Lần này đối với sự phát triển sự nghiệp của cô quả là một cơ hội tốt. Sao cô lại chọn tôi? Thật ra trong ngân hàng còn nhiều người có tài năng và kinh nghiệm hơn tôi. Thái độ của cô rất tốt, tôi muốn tạo cơ hội cho cô. Nhưng mà cô đừng nói cho tôi biết việc chọn người đi là ý của anh Khang nha. Nè, tôi có giống như búp bê luôn dâng lời không hả? Cô không thể nghi ngờ khả năng làm việc của cô được chứ.
Tôi thật sự cảm ơn cô đã tạo cơ hội cho tôi. Đợi khi nào cô hoàn thành công việc trở về, cảm ơn tôi cũng chưa muộn mà. Nhất định. Thực ra cô dành trọn thời gian mấy năm qua vào công việc ở công ty. Tôi là cấp trên của cô, dĩ nhiên tôi rất vui. Nhưng mà đứng trên phương diện tình bạn thì tôi cảm thấy cô nên dành chút thời gian riêng cho mình nữa đó. Có chứ, lúc rảnh rỗi tôi có hẹn bạn bè đi chơi, xem phim và ăn cơm. Tôi không muốn nói chuyện đó, ý tôi là về mặt tình cảm của cô nên dành chút thời giờ riêng cho mình. Nè, cũng như tôi vậy đó. Để không phụ lòng những người xung quanh, tôi đã dành tất cả thời gian của tôi và tâm trí của tôi để mà học tập. Nhưng còn bây giờ thì khác. Tôi cảm thấy quan trọng nhất là có người đối xử tốt với mình. Sao tự nhiên cô lại nhắc đến chuyện đó vậy? Cô có để ý Thừa Khang không? Thật ra tụi tôi là đôi bạn rất là thân. Nếu như có thể, chúng tôi đã tiến đến lâu rồi. Nhưng mà thằng em họ của tôi quả thực rất là tốt, rất đáng để cho cô suy nghĩ đó. Tôi biết là anh rất tốt, nhưng mà cô đừng có chọc tôi nữa mà. Thật ra bây giờ tôi nghĩ sự nghiệp mới là cái tôi cần thiết nhất. Tôi nói thật đó. Vậy tùy cô, coi như tôi chưa nói. Nè, chào tất cả các anh em. Bánh trái cây và nước ngọt đây. Trời ơi, ngon quá. Sao rảnh tới chơi vậy? Thiệt là đúng lúc nha. Bụng của tôi đang đánh trống đây nè. Anh đang đem giúp ăn. Wow, thơm quá ta. Thơm ăn nhiều vô chút nha. Nè, mọi người có khỏe không? Khỏe. Khỏe cách mấy cũng phải làm việc thôi. Vui nhất là có anh Bang ở đây tiếp tục làm việc. Không ngờ Mẫn Ngọc Nữ cũng biết nịnh bợ ghê ha. Tin mới nhận nha. Mẫn Ngọc Nữ xí soạn lên tới não thương thầm anh ba. Cô mới biết sao, cổ thương thầm anh 2-7-8 năm nay rồi. Nè, có bánh thì ăn đi. Thiệt tình là hai người theo người ta không được quay qua nói xấu có phải không vậy chứ? Trời ơi, không được. Nè, tới giờ vô chuồng rồi. Đợi tôi với, đợi tôi với. Thiệt tình là lúc nào cũng vậy hết à. Tôi kệ họ đi. Nè anh Bang à, anh tính khi nào trở lại đội vậy? Chúng tôi về xếp đằng trước qua nên anh trở về đó. Xảy ra bấy nhiêu chuyện, tôi cũng không muốn làm cảnh sát nữa. Nhường lại cho thanh niên mấy cậu làm đó. Đây, tin mới nhận được. Có chuyện gì? Đại luật sư Hứa Diễn Quang mất trí, kẻ tình nghi bắt cóc tống tiền có thể vô tội. Hứa Diễn Quang, tức là luật sư đứng ra cãi giùm anh đó. Tại sao luật sư Hứa lại dính líu tới mấy vụ này chứ? Báo chí họ nói tên giàu có họ Trần đó đi bắt cóc và tống tiền thuộc hạ của mình. Nè, tên luật sư Cà Trớn này cũng có mặt, đúng ra là nhân chứng mình không, tự nhiên lại nói là không có nhớ chuyện gì nữa. Chắc chắn là có ý đồ rồi. Bây giờ thì vô tội. Thì đó, hắn là nhân chứng duy nhất mà. Nếu luôn cả hắn cũng mất trí, vụ này coi như chìm xuống rồi. Nhưng sao hắn lại làm như vậy chứ? Không dám mất trí đâu. Tôi dám chắc là thằng luật sư Cà Trớn này nhận tiền hối lộ. Dân giàu có bỏ mấy chục triệu ra có đáng là bao nhiêu đâu. Tên này cũng thông minh thiệt. Không lý nào đâu. Luật sư Hứa không phải loại người đây. Tôi có đọc báo, mọi người nói luật sư Hứa nhận hối lộ mới chịu làm vậy. Hứa Diễn Quang tuyệt đối không phải là hạng người đó. Tôi hiểu người này. Sao anh dám khẳng định? Nếu như ảnh vì tiền á, thì ảnh sẽ không đứng ra kiện giùm tôi 3 năm đâu. Biết đâu lòng người thay đổi. Trừ khi có nguyên nhân ảnh không nói ra. Tôi có nhận được tin liên quan tới chuyện này hả? Lần này luật sư Hứa mất trí là vì một vụ mua bán. Cô có biết chuyện này không? Luật sư Hứa từng chịu ơn của một người. Người đó họ Long. Và tên họ Long đó làm việc bị bại lộ. Còn luật sư Hứa là nhân chứng duy nhất có mặt. Cho nên luật sư Hứa đã làm nhân chứng mất trí. Vậy tên họ Long đó là ai chứ? Hắn là tên chân trong chân ngoài, một kẻ rất có tiếng tăm. Cô Đình à, chúng ta là bạn thân mấy năm nay, có chuyện gì tôi mong cô đừng giấu tôi. Nói cho tôi biết đi. Cô Đình à, cô làm ơn nói đi mà. Lần này, sau khi anh được trả lại tự do, tôi thấy luật sư Hứa và tên họ Long đó gặp mặt nhau. Ngoài ra còn có một người. Là ai? Trần Văn Tuấn. Nhân chứng đã giúp cho anh trắng án. Rất có thể là tên họ Long đó sắp đặt giùm luật sư Hứa. Vào đi. Ủa, anh Bang à, sao rảnh tới thăm tôi vậy? Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Nếu nói chuyện thì phải tính tiền. Giỡn chút thôi, ngồi xuống đi. Sao hả? Anh muốn hỏi cái gì? Tôi muốn hỏi anh một chuyện là, có phải anh giúp tên họ Long làm nhân chứng mất trí hay không? Tôi không hiểu anh nói cái gì. Nhân chứng giúp tôi trắng án là do tên họ Long sắp đặt.
anh làm nhân chứng mất trí là để trả ơn cho hắn có đúng vậy không? Trí tưởng tượng của anh phong phú thiệt đó, anh nên làm biên kịch mới phải. Tôi rất biết ơn anh mấy năm nay đã khiếu nại giùm tôi. Nếu không có anh, tôi sẽ không ngồi ở đây. Nhưng mà anh đã vì tôi chuốc lấy mọi phiền phức rồi. Trong lòng tôi rất áy náy. Xin lỗi nha, tôi không hiểu anh đang nói người họ Long nào. Tôi chỉ biết trách nhiệm của tôi là khiếu nại giùm cho anh thôi. Anh có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của anh không? Tôi đáng để làm như vậy hay sao? Xin lỗi nha. Alo. Phải, được, tôi tới liền, ok. Xin lỗi nha, tôi có người khác gặp chút vấn đề, tôi phải tới bảo lãnh. Khi khác chúng ta nói chuyện tiếp. Anh không chịu nhận tôi đành chịu vậy. Nhưng mà anh làm như vậy, món nợ tôi thiếu anh quả thật quá lớn. Gì kỳ vậy, thì không phải là người mà. Không ngờ hắn lại nè, như Phương vậy. Nè Phương à, cô thử nhìn anh quan của cô nè. Bài đặt giả mất trí giúp tụi xã hội đen. Thử hỏi có phải là khinh thường luật pháp nhà nước không? Thì đó, tôi nghĩ không chừng anh sẽ bị ngồi tù đó. Chị đừng có nghe người ta nói bậy. Báo chí viết nhảm nhí mà chị cũng tin nữa. Trời, trời, nhảm nhí cái gì chứ. Tin tức trên đài phát thanh, trên đài truyền hình đều công bố hết mà. Thì đó. Hơn nữa hai người là sắp sửa lấy nhau. Không được, suy nghĩ kỹ hay hơn. Hai người nói gì vậy? Nói cái gì hả? Đàn bà đi lấy chồng giống như mang giày cao gót không tốt suốt đời của bị trật chân thôi. Mà không khéo sẽ bị sưng mặt mày nữa đó. Phải đó. Không biết hai người đang nói gì. Tôi tin tưởng anh Quang. Nếu tin tưởng đàn ông, heo nái cũng dám trèo lên cây. Cái gì? Hả? Gì? Đi đâu? Đi rót nước. Nè, cô suy nghĩ kỹ lại đi Phương à. Phải đó. Phương à, anh muốn nói chuyện với em. Em cũng biết chuyện của luật sư Hứa rồi có phải không? Ngày nào báo chí cũng đăng, sao lại không biết? Anh thấy có một chuyện anh nên nói với em đó. Chuyện gì? Chuyện có liên quan tới người tên là Trần Văn Tuấn. Tức là người làm chứng anh không có mặt tại hiện trường. Đúng vậy. Anh cảm thấy người đó không phải là Trần Văn Tuấn thật đâu. Em không hiểu ý anh muốn nói gì. 3 năm trước ở cung Tân Y, cặp vợ chồng hỏi thăm đường anh, tới bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ. Chắc chắn anh không nhìn lầm người. Ý anh muốn nói người ra tòa làm chứng là nhân chứng giả à? Có lẽ luật sư Hứa muốn giúp anh, cố tình sắp xếp một Trần Văn Tuấn giả ra tòa làm chứng. Không phải anh đùa với em chứ? Vụ án của anh vừa mới kết thúc, còn luật sư Hứa thì lại dính líu tới vụ án mất trí này. Theo như anh nghĩ, giữa hai vụ án có mối tương quan với nhau. Anh đang lo luật sư Hứa vì muốn giúp anh mà lại chuốc lấy phiền phức như vậy. Nếu không ai để anh đoán trúng thì quả thật anh nợ luật sư Hứa rất nhiều đó. Luật sư Hứa, đối với vụ án tống tiền bị mất trí của ông và vụ án trả lại tự do, ông có ý kiến gì hay không vậy? Không có gì để nói hết. Xin ông cho ý kiến. Nghe nói gì kiểm sát nghi ngờ ông có nhận hối lộ, buộc ông phải ngưng việc điều tra, có chuyện đó hay không? Tôi không có gì để phát biểu hết. Cho chúng tôi biết đi. Nói về lời đi. Luật sư Hứa, ông có nói tiền cho chúng tôi biết đi. Luật sư Hứa, nói gì đi chứ? Phát biểu về cậu đi. Luật sư Hứa, có thật là như vậy không? Những gì anh đang nói có đúng không? Thật hay giả có gì khác biệt chứ? Cần nhất là anh được trả tự do. Anh đừng gạt em nữa. Anh làm nhân chứng mất trí có phải liên quan đến vụ của anh Bang không? Em cần biết điều đó lắm sao? Em cần biết điều đó. Nói cho em nghe đi được không? Tên Trần Văn Tuấn đó là giả. Hồ sơ của hắn, hoàn cảnh của hắn và hộ chiếu đều do anh nhờ người ta ngụy tạo. Người đó họ Long đúng không? Phải. Chính vì chuyện này anh đã chịu ơn người đó rất nhiều. Anh đã hứa không ra tòa làm chứng cho một vụ tống tiền để trả ơn cho hắn. Anh có biết làm như vậy sẽ bị ngồi tù không? Anh thật sự không được lựa chọn. Trần Văn Tuấn đích thực anh vẫn chưa tìm ra. Và người duy nhất có thể rửa sạch tội danh cho ảnh là Marcus. Chỉ cần cổ làm chứng anh Bang sẽ được tự do. Nhưng ông trời muốn cậu phải chết. Anh không chịu. Anh thật sự không chịu. Anh lấy tương lai mình ra mạo hiểm. Anh khờ lắm, anh có biết không? Anh không cảm thấy mình khờ. Bởi vì anh biết Từ Vĩnh Bang vô tội. Anh làm vậy vì cái gì? Không phải em từng nói tâm nguyện lớn nhất của em là rửa sạch tội danh cho anh Bang sao? Nếu ước mơ của em có thể thành hiện thực, dù làm gì anh cũng cảm thấy rất xứng đáng.
Nếu như cho anh chọn lại thì anh cũng sẽ làm như vậy. Hôm nay họ hủy viên kỷ luật tin lầm luật sư Hứa Diễn Quang với lý do mất trí, từ chối ra tòa làm chứng, trực tiếp vi phạm quy tắc của ngành luật sư. Luật sư Trần, ông có thể bắt đầu. Trước tiên tôi giải thích vụ án. Vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, tức là hôm xảy ra vụ án, trong lúc luật sư Hứa Diễn Quang làm chứng trước tòa, đột nhiên mất trí. Tôi nghi ngờ là luật sư Hứa Diễn Quang đã nhận hối lộ để bị cáo được vô tội và được thả ra. Ủa, mời anh đi ăn trưa hả? Em chờ anh chút nha, anh làm cần xong rồi. Sau này anh định làm gì? Có làm cái gì đâu, vất vả bấy lâu nay đã tới lúc phải nghỉ ngơi rồi chứ. Em hỏi anh thật lòng mà. Anh cũng thật lòng trả lời em. Anh rất muốn đi Đông Âu, nghe nói thủy tinh bên đó rất đẹp. Anh muốn em đi chung với anh. Anh lại cười gì nữa vậy? Anh cảm thấy mình rất vô dụng. Lúc nhỏ gia đình của anh rất nghèo, cả nhà quay quần ở Thạch Sơn. Ba má của anh làm việc bữa đói bữa no, cho nên anh chị em của anh nghỉ hè ít khi được đi chơi, chưa từng đặt chân tới Hồng Kông. Cho nên đám bạn học hỏi anh có từng tới công viên băng tuyết chưa. Anh thật sự không biết trả lời cách nào. Lúc đó anh cứ nghĩ sau này lớn lên phải kiếm thật nhiều tiền, không những có thể qua phà mà phải đi vòng quanh thế giới mới được. Cho nên anh miệt mài học tập, sau đó làm luật sư, rồi lo kiếm tiền. Nhưng tới bây giờ đã 30 mấy tuổi đầu, công viên băng tuyết vẫn chưa biết nó nằm ở đâu. Thử hỏi có thất bại hay không chứ. Nếu anh muốn đi em sẽ đi với anh. Dĩ nhiên đi là chuyện dễ, nhưng vấn đề là có lòng hay không thôi. Lúc trước anh vì kiếm tiền để thực hiện ước mơ của mình, tới khi đã có tiền rồi thì những ước mơ đó biến đi đâu mất. Bây giờ khỏe rồi, không còn làm luật sư, rốt cuộc có nhiều thời gian được đi khắp nơi. Em có đi với anh hay không? Đừng để cho anh đợi tới khi 60 tuổi. Lấy anh nha.